Mọi người, từ trước tới nay thì Huyền vẫn được mọi người đặt cho một cái biệt danh, đó là siêu vòng 1. Và có nhiều bạn cứ tưởng là Huyền đã phẫu thuật vòng 1, nhưng mà thực sự là chưa. Vòng 1 của Huyền là tự nhiên luôn. Và bí kíp của Huyền cũng rất là đơn giản, đó là mỗi ngày Huyền vẫn sử dụng cái sản phẩm viên tinh chất mầm hồng sâm. Đây là một cái thực phẩm chức năng chứ không phải là thuốc. Nó đã giúp cho Huyền có được một vòng 1 săn chắc và quyến rũ như thế này. Thì bây giờ Huyền sẽ đi sâu vào sản phẩm cho các bạn biết rõ hơn nha. Thành phần của nó thì hoàn toàn là từ thiên nhiên. Đầu tiên đó chính là mầm đậu nành này, sâm tố nữ này, hạt sen này, vitamin E, cao tinh nữ này, và đặc biệt đó là đường ăn kiêng và collagen tảo biển. Đó là thành phần của nó. Và sẽ có những cái công dụng như sau. Công dụng đầu tiên không thể thiếu đó là giúp sản sinh estrogen và cân bằng nội tiết tố nữ. Đặc biệt giúp vòng 1 của chúng ta tăng kích thước, săn chắc và chống nhão xệ, tăng tiết dịch âm đạo và đặc biệt tăng cái khả năng thụ thai ở phụ nữ. Ngoài ra thì nó còn có khả năng đó là cải thiện sinh lý nữ, giảm tình trạng rụng tóc này và giúp da của chúng ta thì trắng sáng và mịn màng và khỏe khoắn hơn. Rồi ngăn ngừa và giảm những cái tình trạng như là thâm nám ở da. Ngoài ra nó còn giúp chúng ta là điều hòa khí huyết, ngủ ngon, giúp tinh thần thoải mái, phòng ngừa những cái căn bệnh như là ung thư, căn bệnh về tim mạch. Và tiếp theo nữa là bổ sung canxi, chống loãng xương và bổ sung những cái dưỡng chất dinh dưỡng cho những cái người nào mà mới ốm xong ho. Và mỗi ngày thì Huyền sẽ dùng hai lần, đó là buổi sáng và buổi tối. Thì mỗi lần là chúng ta phải 5 viên sau khi ăn. Và bây giờ Huyền sẽ ép sử dụng. Mùi rất là thơm, rất là dễ ăn nha. Các bạn có thể là nhai trực tiếp như Huyền, hoặc là các bạn có thể là uống với nước, pha với nước ấm, hoặc là uống với nước lạnh cũng được, nước cũng được nhá. Nhưng mà như Huyền thì Huyền sẽ ăn vì nó rất là dễ ăn luôn. Và có một cái số điều lưu ý cho các bạn khi sử dụng cái sản phẩm này, đó là đối tượng sử dụng là chỉ cần 18 tuổi trở lên là đã dùng được rồi. Và phụ nữ mà đang mang thai hoặc là cho con bú thì nên hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi chúng ta sử dụng nhé. Nếu như bạn nào cũng muốn có được một cái làn da đẹp, một cái vóc dáng đẹp và đặc biệt đó là một vòng 1 quyến rũ và săn chắc như Huyền, thì các bạn hãy sử dụng cái sản phẩm mầm hồng sâm này nhé.